Kết hôn gần 4 năm nay, nhưng vợ chồng chị H vẫn chưa có con. Sau khi tìm hiểu, cặp đôi biết được việc phát hiện và điều trị vô sinh hiếm muộn càng sớm, tỷ lệ thành công càng cao. Anh chị tìm đến trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Phương Châu tận dụng thời gian vàng để điều trị. Cũng dự định là sẽ có con sớm để ổn định cuộc sống sau này hơn. Vậy có đủ thời gian với khả năng sức khỏe lo cho con hơn. Tại hiện giờ cũng 20 mấy tuổi mà chồng cũng đã 30 mấy tuổi rồi. Nên quyết định là đi sớm thôi. Với sự tư vấn tận tình của các y bác sĩ, nhiều cặp đôi đến các trung tâm điều trị sớm, góp phần giảm chi phí. Thụ tinh trống nghiệm hay còn gọi là IVF là phương pháp hỗ trợ sinh sản mà không chỉ giúp cho trứng với tinh trùng gặp nhau đơn thuần như là IUI, mà nó còn hỗ trợ việc thụ tinh bằng cách là chúng tôi kích thích buồng trứng nhiều hơn để tăng số lượng nang noãn nhiều hơn ở một lần, một chu kỳ điều trị. Và sau đó chúng tôi sẽ không để trứng tự rụng trong cơ thể người phụ nữ nữa, mà chọc hút để đem trứng ra bên ngoài, quan sát dưới kính hiển vi để chọn lọc những mảng tốt nhất. Và sau đó cũng lựa những con tinh trùng tốt nhất để tiêm thẳng con tinh trùng vào bên trong bào tôn của trứng luôn. Thì chúng tôi gọi nó là ICSI. Và sau đó sẽ theo dõi sự phát triển sau khi trứng với tinh trùng kết hợp với nhau và kiểm soát các bệnh lý của người phụ nữ trước khi họ mang thai để cơ hội có thai là cao nhất. Điểm khác biệt giữa hai kỹ thuật này là đối với bơm tinh trùng vào buồng tử cung, quá trình thụ tinh vẫn xảy ra trong cơ thể của người phụ nữ. Trong khi với thụ tinh ống nghiệm, quá trình thụ tinh xảy ra ngoài cơ thể người phụ nữ. Vì vậy, kỹ thuật IVF yêu cầu nhiều bước điều trị hơn, từ kích thích buồng trứng, chọc hút trứng, đến thụ tinh trong phòng thí nghiệm và chuyển phôi ngược lại vào buồng tử cung người phụ nữ. Với thụ tinh trống nghiệm do được hỗ trợ nhiều hơn, tức là không chỉ cho nó gặp nhau mà còn hỗ trợ về cả thụ tinh nữa. Thành ra với các cặp vợ chồng mong con lâu năm hơn nè, bơm tinh trùng thất bại nè, hay là việc họ đã có thể quan hệ rất đều đặn, rất nhiều và kinh nguyệt cũng đều nhưng vẫn không có bầu, thì thụ tinh trống nghiệm sẽ hỗ trợ họ. Chi phí điều trị hiếm muộn luôn là nỗi lo của các cặp đôi. Tuy nhiên, mức chi phí phụ thuộc bản thân bệnh nhân và phương pháp điều trị. Nếu hiếm muộn ở độ tuổi trẻ, đến khám và điều trị sớm, mức độ dùng liều thấp sẽ đỡ chi phí hơn. Những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn được chạm ngõ thiên chức làm cha mẹ.